Mai Vàng núi Bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày mùng 10 tháng 11 âm lịch năm Nhâm Dần. Trước hết tôi xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đi tôi có chia sẻ hai phần về cây mai mà trồng mình chơi bông và những cây mai mới trồng con. Thì có rất là nhiều bạn là hỏi hiện nay có trồng được cây mai hay không? Trong cái giai đoạn 2022 và 2023 thì cái thời điểm này, cái clip này tôi chia sẻ rồi, nhưng mỗi năm nó mỗi khác. Và hiện nay các bạn nên nhớ rằng người ta trồng rất nhiều thì các bạn cũng hoang mang. Thì bây giờ tôi nói các bạn nè, tôi sẽ chia sẻ theo cách làm của tôi thôi, chứ cái thị trường thì mỗi người mỗi nắm các bạn, đúng không? Mỗi người mỗi nắm chứ sao tôi nói được thì các bạn được. Nhưng thực tế là gì? Đây là những cái lô tôi trồng mấy năm về trước ha. Tôi vừa khai thác vừa bán. Thì hiện nay một cái chứng minh cụ thể là gì? Tôi tiếp tục tôi trồng, đúng không? Tôi trồng lại nè. Thì tôi chia sẻ theo này thôi. Và các bạn muốn trồng được cây mai, thứ nhất theo cái cách làm tôi ăn, trồng ít. Đối với những bạn là thường là các bạn trồng là mới biết chơi mai không, trồng ít, một công, hai công, ba công trở lại thôi. Và nó sẽ được hay không thì tôi sẽ phân tích sau. Bây giờ các bạn xem nè, đây là cây mai tôi trồng 7 tháng, thấy không? Nó lớn nè, các bạn thấy không? Nó muốn lớn hơn con tay trỏ tôi nè, thấy không các bạn? Và cũng đều ha. Đây nè, cái tàn này các bạn thấy đều ha. Và cái cách này là cách 1 nha các bạn, đúng không? Đây, thấy không? Tàn nè. Thì bỏ cái gì thì tôi nói các bạn, tôi cũng bỏ như vậy. Nhiều khi tôi làm biếng ha, là tôi bỏ một tháng tôi bỏ một lần. Đáp tức là gì các bạn? DAB 18460. Và một cử tôi rải phân gà nén, tức là phân hữu cơ. Thì cứ vậy tôi làm hoài. Nhưng cái quan trọng là gì? Nước. Mình đưa người ta lên cái bồn này mà các bạn tưới thiếu nước thì cây đâu có phát triển. Hay nè, cây tôi phát triển cũng đều nè, thấy không? Rồi cái đó là mình đi từ từ á, mình thấy cây mai nè. Thì bây giờ tôi nói các bạn hỏi được hay không thì các bạn cũng đừng tin tôi, nhưng mà tôi làm tôi thấy được. Thì hiện nay tôi trồng lại nè các bạn, đúng không? Thì hiện nay bây giờ các bạn hỏi thì tôi trồng lại nè. Và cái cách trồng của tôi là cái cách 1, đúng không? Nhiều anh em, rất nhiều anh em hỏi là bây giờ trồng theo cái cách của anh em khác được không? Thì tôi nói tùy các bạn. Bởi vì tôi làm tôi thấy kết quả để anh em mình dưỡng già với 1-2 công, tối đa là 3 công thôi. Chứ các bạn chưa từng biết chơi mai, các bạn trồng cho nhiều, kinh phí nó rất lớn, mà các bạn không biết chăm sóc, nó chỉ cần một cơn bọ trĩ ha, rồi thiếu nước, đúng không? Rồi sâu bệnh, nấm hồng, các bạn không biết trị, rồi 1 năm 2 năm dòm nó eo uột thì các bạn bỏ luôn. Thì bây giờ các bạn coi cái cách đọt nè, tôi thấy cái cây bộ rễ nè, đúng không? Các bạn thấy nha, cách một ha, nè, thấy không? Ra phải đụng đây không nè, đây là thực tế luôn nè. Sau này tôi sẽ có bộ đế thì tôi thích cái kiểu này, đúng không? Có nhiều người người ta thích đế ngang nhưng mà tôi thích đế nôm nè. Các bạn thấy không, rễ nè, phải vô đây không? Đây, ra đây còn nhiều nữa nha các bạn, tại tôi không có mau ha. Đại khái những cái thằng này nữa sao thành đế hết, đúng không? Thì cái đó là cái đế. Phải bây giờ các bạn tôi nói được, nhưng cái điều kiện thứ nhất là cái đế, đúng không? Và cái điều kiện thứ hai là cái xương tàn và chăm sóc phải được, nhất nước. Các bạn trồng cái mai nhì cành, đúng không? Tam phân tứ giống, nhì cành các bạn ơi. Người ta nhì phân nhưng cái này cây mai phải cành mới có thể là phát huy được. Ít thôi, không bao giờ các bạn bán được. Với điều kiện thứ nhất đế, tôi làm theo cách 1, đúng không? Đây nè. Còn các bạn làm cách nào thì tùy. Chứ giờ cách 1 ha. Và các bạn đây nè, thứ hai là gì?
cái xương của nó. Đây là các bạn coi cái xương cái này. Cần nhân, đúng không? Thì tôi đã làm mấy clip trước rồi, năm nào tôi cũng làm hết các bạn. Là này rõ nè. Đó. Nhân này. Rồi, đúng không? Cái cành nhân thứ nhất là cái đế. Thì giờ tôi nói các bạn kệ. Chắc chắn là nó sẽ có thôi. Đó, cái ụ này ra. Cái này nếu mà các bạn nuôi nữa thì cái này càng lớn. Cái thân này nó càng lớn thì tỷ lệ cái rễ này càng lớn. Đó. Tức là phải có cái điều kiện. Để. Như vậy thì bán được. À, tôi chỉ biết vậy thôi ha. Thì các bạn cứ trồng với điều kiện như tôi nói. Đạt được ba điều kiện. Cái trước nhất là cái đế cái đã. Cái đế có rồi. Tới cái xương. Đúng không? Cái xương. Bây giờ tôi nói các bạn, nếu mà trường hợp cái đế nó có mà cái xương nó lỡ nó dở ha, thì sao các bạn? Mình vẫn được sửa lại được, người ta vẫn mua, nhưng mà không có cái đế là các bạn bán coi chừng. Thì bây giờ cái tôi làm sao chia sẻ vậy? Đây nè. Đây nè. Tôi quay các bạn xem. Yêu cầu cái này nè, quan trọng nè. Thành công hay không là do cái đế này. Nếu các bạn làm không được cái đế này thì thôi, cái đó thì tôi không có ý kiến ha. Đây nè, đế này. Đúng không? Đúng không các bạn? Đây nè. Vậy thì bán được chứ có đâu. Nè. Tôi nói các bạn bây giờ tóm lại là gì? Bán được với ba điều kiện. Thứ nhất, nhất đế phải có. Nhây cần, các bạn phải cần trồng ít, và cái xương không phải dễ nha các bạn. Nhiều các bạn nói nó dễ dàng lắm, không phải dễ đâu. Trồng cho nhiều, một mẫu hai mẫu, có những bạn trồng rất là nhiều chưa biết một cái kỹ thuật gì hết thì tôi không dám. Tôi chỉ nói các bạn từ ba công trở lại, làm cái xương này không phải dễ nha các bạn, đúng không? Rồi thì bây giờ tóm lại, giờ mình đi qua đây mình xem những cây mai mà tôi làm sớm nè, nó bung lụa nè các bạn, và có những cây nở ha. À, ra xem chơi thì tôi nói các bạn về được, nhưng với những cái điều kiện tôi đã nêu bảo đảm các bạn bán được. Rồi trở lại cây mai nở rộ, tôi nói các bạn là gì, tham khảo tôi cũng hay ho gì, biết đâu bữa nay vậy nó còn một tháng mấy nữa các bạn, đúng không? Một tháng năm ngày nữa chưa chắc nó được nguyên. Tôi thấy tình hình cái nút ghê quá, cái nút năm nay nó lớn nó già, bây giờ im á, nhưng mà biết đâu năm ba ngày nữa nó nở banh chành sao. Thì bây giờ mình làm cố gắng hết sức, tức là những cái điều kiện tôi đưa ra là để mình tham khảo, đúng không? Nếu nó nở chịu thì đâu ai hay hơn ai. Thôi bây giờ mình xem lại cái vàng mai nở nè, tức là mình cắt lá đó các bạn. Thì khoảng 5 tới 7 ngày nó sẽ bung. Cái này cũng 5 cánh nè các bạn. Và 5 cánh kính nè. Dây đứa ơi, đừng có 5 cánh rừng thôi. Đây là những cây mai mà nó nở nha. Các bạn kêu nở quay chơi thì tôi quay. Đây. À, các bạn thấy xương người ta không? À, xương này. Đây có cái nặng thùng. Đây ha. Ở đây. Ra đây. Đây cái nặng thùng, lên đây cái nặng thùng đó. Mình dòm tổng thể cây mai mình vậy dễ bán không các bạn? Rất dễ, đúng không? Đế cách một đều có hết, nhưng mà xấu đẹp mình không nói, đều có hết. Cái này còn nhỏ ha, lớn lên thì cái bộ đế sẽ lớn dần như cái này. Rồi
tóm lại cái tiêu đề này là gì? Hiện nay vẫn trồng bình thường với điều kiện 1 công, 2 công, 3 công, và cái cách làm của tôi, cá nhân tôi, cách một mà thôi, không còn cách nào khác. Còn anh em người ta chỉ thì các bạn cứ tham khảo. Đế thì cách một thì nó sẽ có đế, là mình chắc ăn rồi. Cành nhánh, thấy không? Nhưng quan trọng là cái gì, cũng cái này cũng quan trọng. Các bạn không mới chơi, các bạn có đất nhờ, các bạn chưa chơi cho mai. Cái bệnh núng hồng nè, bọ trĩ nè, nhện đỏ nè, nếu các bạn bỏ lơ là cây mai các bệnh sẽ bị đồng loạt. Các bạn không biết thì bỏ. Do đó mình làm ít và mình phải cần. Đó là tiêu đề mà tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tiếp sau.